Cường xin chào cả nhà nha. Hôm nay Cường tiếp tục đi săn ong nữa cả nhà ơi. Thì hôm nay Cường đi chung với anh Tư rồi, với Bảy Cường rồi nè, với thêm một ông anh đó nghe cả nhà. Đó thì mấy chú cháu với chia nhau ra đi kiếm rồi cả nhà. Thì Cường đang đi theo dắt bằng kiếm rồi có ổ không nghe cả nhà. Thì mấy hôm nay Cường ít có ra video cả nhà, là vì lý do là công việc nhà bận quá cả nhà, cho nên là không có đi được, lu bu tối ngày ở nhà suốt à. Mấy bữa nay không biết, không có leo cây thường nữa, hôm nay 4-5 ngày vậy bộ là Cường không có leo trèo gì luôn á nha, không biết nay leo nổi không nữa. Hôm nay bụng nói chung là nó như gần như giống đĩa luôn. 9-10 cơm nhà loại đuối hết trơn cả nhà ơi. Cường đang đi kiếm theo cái dách này nè cả nhà. Mấy cái bằng bập lá này cũng im lắm nè, mà nãy giờ thấy kẹo cũ thì cũng có đó nhưng mà chưa thấy ổ nữa cả nhà. Thì bây giờ để Cường đi quần rồi Cường mời cả nhà cùng theo Cường trải nghiệm đi săn ong cuối mùa ở dưới miền Tây nha. Thì nó nằm ở trên cây gòn này nè đó, thì giờ để Cường trang bị đồ nghề lên bắt nha, bắt bằng cái sợi dừa luôn cả nhà ơi. Cái này thì Cường leo bằng cây dừa này truyền lên chứ leo cây gòn bự lắm leo không nổi. Mấy bữa nay ăn ở không nhiều quá rồi, bữa nay nó xuống sức rồi. Lên bụng luôn rồi, leo hết nổi. Rồi lên nghe cả nhà. Ổ cũng không bự khung. Tôi coi. À không được quá anh. Em sợ nó khô thôi nha. Nhiều khi nó có đầu mật á cả nhà nhưng mà nó khô. Ông tháng này nó ngộ lắm. Nắng mà không có mật. Nắng thì cháy da cháy thịt luôn, không thấy mật miết nữa. Hút mấy bữa nay cũng hút lây gai hoài mà cũng đâu có mặt miết gì đâu. Sao dừa nè im không anh Tư? Sao dừa anh làm im không? Hơi phì phì vậy. Hơi vậy. Hơi phì phì vậy cả nhà ơi. Ủa gì không cháy, không khói gì hết. Có mặt mà yếu xìu à. Có này chắc cắt xuống cho bà cụ luôn á, yếu xìu à. Có mặt mà yếu nghe cả nhà. Ủa, cũng được, cũng không đánh nổi nhiều, không đánh ít. Ây da, nó quýnh trời, ây da, đau dữ vậy. Đây nè cả nhà ơi. Để còn quay cho cả nhà xem nè. Mặt khủng long. Trời ơi trời. Khói. Thở hết nổi luôn. Nè cả nhà.
nè, ở trong nó có mật nè, ít xíu quá, ít xíu quá nghe cả nhà, nhà thấy chưa? Để biết được nửa xị mặt không nữa. Còn ông tháng này là vậy nha cả nhà, nản dữ lắm nản. Rồi giờ còn lên, giờ còn cắt nó luôn nha. Cắt luôn cả nhà ơi, ít ăn ít nhiều nhiều. Với con này với con già nè, để đi cho nó nở được, mấy con thì nó nở. Này chắc được xị quá. Hả? Rớt tiêu sư vừa rồi cả nhà ơi. Xuống lẹ mới được. Xuống lẹ lẹ mới được. Để thôi. Để thôi thôi cũng hiểu nó xị mặt nghe cả nhà. Thôi thôi hiểu 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 chuyện à. Đó, thấy không im rồi. Sư dừa rớt tiêu rồi anh Tư ơi. Cấp này không hút ong thôi bị nhát ong nha. Hên quá. Hên quá không xế. Hả? Ong mặt cũng im lắm nè. Cắt vô thấy nặng nặng tay nãy cắt cá sĩ á. Trời mưa quá trời luôn. Có chọc hơn không thì còn. Để đi cả nhà ơi. Gấp gió thành bão ha. Gấp bão thành dông. Gấp dông thành lũ. Gấp gió thành bão. Vậy là sáng tiếng tỏ em mở hàng ra là em hên đúng không? Thôi có phấn nào lọc phấn nha. Ê, ê, ê. Nhảy hồi hết luôn có nhiều mặt đâu. Tự xị không? Xị không? Ngọn mới vô nắng mấy bữa vô lại nè cửa. Ừ, vô mặt đây nè cả nhà. Nó cả nhà thấy không? Vô lại nè. Cũng im lắm nghe cả nhà. Để có hơn không, có chồng hơn ở giá. Rồi, giờ cửa ốp máy nha, đi kiếm tiếp có còn quay vô cả nhà xem nha. Tiếp tục kiếm ong nữa cả nhà ơi. Cái này lội vô đám này là thục sình nè, bảy gần lội tới cổ rồi kìa. Giờ tới Cường. Hả? Ai biết đâu. Cường lấy cái dao cắt đèn phải không? Ừ. Trời ơi, sâu dữ vậy. Sâu quá trời luôn. Đây có xẻo không lội nghe, thục đầu cái xỉu luôn. Đây có cái xấu nó quất cái khỏi kiếm luôn. Nước ngập như bình địa luôn cả nhà, đi ha, đây cây nước lớn. Đây cây nước lớn. Nó ngập tả lắm nè. Cường cũng phái lội kiểu như vậy lắm nè. Như vậy thoải mái. Bắt cá mấy đám gừng này đã gì đâu. Để Cường bây giờ cùng đi đi kiếm có rồi Cường sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Lội rồi, tập trung lội kiếm cả nhà ơi. Ở đây giờ sâu hút à. Chỗ này là cạn rồi đó. Nghe mấy chú nói có mấy chỗ sâu hơn nữa. Thì đây cả nhà ơi, thì vô đây Cường mới phát hiện ra thêm một cái tổ ong nghe cả nhà. Nhưng mà tổ này thì bị anh em cắt gọn dao rồi. Đây nè. Cả nhà thấy không? Đó nó vàng vàng đó, ngay đầu ngón tay Cường luôn đó. Nằm trên đó đó nghe nha. Ổ ong này ôm thân, ổ ong bự cái sức. Ông mới thấy cắt lâu chưa vậy? Cũng này lâu chưa? Mùa nhà từng
10 ngày 1 tuần nữa. Lên kiếm nửa lít cũng được nữa cả nhà ơi. Giờ cùng mời cả nhà cùng lên nha. Ổ này người ta cắt rồi nha cả nhà. Giờ hên xui thôi chứ biết sao giờ. Giờ con sĩ cũng ngon nữa. Mùa này kiếm sĩ rồi. Mừng lắm rồi. Mùa này mà ổ con sĩ Cường nói thiệt với cả nhà, Cường leo không biết mệt. Cây ở đây được cái nó cũng dễ leo, không đến nổi dễ leo cho nên cũng xiên leo. Khi gặp khó leo thì xỉu luôn ạ. Rồi, cùng mời cả nhà nha. Chân này nè cả nhà, hết biết tô ong. Anh em cắt hình như hai dao luôn rồi, mặt bự thì ghê trời. Cắt hai dao luôn. Trời ơi ngon cả nhà ơi. Mật thì bá luôn. Cả ba xì nửa lít á. Trời ơi. Cắt dao thứ ba mà cục mặt ngon quá ngon à. Nè cả nhà. Được như vậy là ngon lắm rồi. Thật sự là Cường nói cả nhà Cường mừng luôn á. Đó cả nhà thấy không? Nửa lít rồi cả nhà ơi. Đã ghê không cả nhà. À, anh em nào cắt dao ở ông này thì vô bình luận cho Cường biết nha. Dao này giờ Cường xin nha cả nhà. Cặp này cũng kẻ khổ quá. Nó cả nhà. Nửa lít là không được ba sĩ đâu. Anh em cắt mấy dao này cục mặt cũng lớn lớn không nhỏ đâu. Kệ đi, góp gió hành bão nha. Giờ nó dung ra thời buổi này kiếm mặt nó khó lắm nghe cả nhà. Ổ nào cũng leo thí đại hên xui. Nhiều khi trời thương trời cho cục mặt bự bự cũng chừng nữa, 2-3 lít cũng chừng nữa. Ổ này sửa dĩ nhẹ tay hả? Ngon lành cạnh tranh. Mừng hơn mẹ đi chợ về nó thiệt sự luôn á trời. Thôi có phấn này nha. Không gọt bả phấn ra. Ôi trời ơi. Quá sướng. Ở bên này toàn là thất thủ không à, bắt ổ mặt tiết tiết không à. Giờ bắt được mặt được nửa lít. Tao nói nó đã. Rồi còn đi xuống nha cả nhà. Dạ. Rồi. Tới đất rồi cả nhà ơi, hạ cánh an toàn. Để con đi ra ngoài nó nha, ra ngoài con quay. Chi tiết hơn cho cả nhà xem. Ủa ông ta vậy mà anh Tư lại cứ giỡn hoài anh Tư. Sĩ hả? Giỡn mặt hả? À.
nửa lít. Chứng tỏ là em không bị hôi háng, có mình anh thôi á. Trời ơi, cục mặt ta nửa lít nó nghèo à. Ừ, nước không à, nước như cái biển vậy. Đầy ối chân luôn nè. Đầy ối luôn á. Lội hết nồi. Quá trời lúng. Quá trời lúng rồi anh em ơi. Nước rồi, lên rồi. Cục này đỡ rồi. Trời ơi, coi chú Bảy còn kìa. Rồi hụt cổ luôn giờ. Lội kiểu mông đây nó đã thiệt mà nó mệt. Kìa kìa kìa, lúng kìa. Quá trời lúng rồi. Giờ đi ra ghe cả nha. Ra ghe rồi còn đi kiếm tiếp. Trời ơi, lúng. Ngập cổ luôn vậy. Nhà nhìn thấy thấy hùng luôn. Ui dạ. Cây cối gì dưới đây quá trời luôn. Ui dạ. Khủng long rồi chú Tài ơi. Ờ khúc đó hả? Khúc ngon nhất đi tiêu. Ổ ông chứ. Quá trời. Trời gì? Ủa này gì đây mà dí nhóc như đây chân vậy? Kéo đại lên đây. Ngon lành. Nửa lít. Trời ơi. Nó ổ cái gì thay dữ gì đâu tiêu luôn. Quá ngọt tiêu. Nước đây sạch không ta? Ôi nó mát. Ừ, nó đã. Chỗ này sâu hút quá. Tới công chuyện luôn rồi. Mát dữ ta. À, trong mé hơn nghe cả nhà mà nó sâu vậy nè. Mình máy leo cái bằng á ngứa quá trời. Cho nên là ra đây ngâm rửa chút xíu mới được. Bụng cự ngứa gỗ chân. Ngứa. Rồi giờ đi tiếp nha. Rồi cả nhà ơi, thì vô tới đây thì còn cũng mới vừa phát hiện ra một tổ ong nữa nghe cả nhà. Đóng cây bằng này nè. Nó cả nhà thấy chưa? Trời ơi nó cao. Ô ông vợ nằm tít trên đọt cho nó hết thấy đường luôn rồi. Nãy giờ còn lội quá trời lội cả nhà ơi, đây ngập mua nè. Vòng vòng đây như gừng gặp mặn nha cả nhà. Sình bùng gì nước nâu gì nước lớn nữa. Hồi nó lớn hơn nó ngập cho thứ gì chịu nổi. Anh Tư đồ với Bảy còn giờ lội tán lạc hết trơn. Hết biết đường kiếm luôn rồi. Còn có mình Cường đây à. Thì giờ còn trang bị đồ nghề còn lên còn bắt luôn nghe cả nhà. Cây này hơi cao cả nhà. Cho nên cái tiến độ leo lên nó hơi chậm chút xíu cả nhà cũng thông cảm nha. Chót giót trên đọt á. Không, đầu mặt thấy cũng phì phì hơi hơi nè. Không biết làm sao. Hơi phì nhẹ nhẹ. Hên xui cả nhà ơi. Không biết có anh em nào leo lên chưa nữa mà sao thấy dấu quần. Vòng vòng đây nó cây cối này mà banh chảnh trơn à. Leo thí đại nha cả nhà. Tháng này đâu có đánh mập ra nổi đâu. Nhiều khi lên thấy nó phì thiệt nhưng mà khi nó khô. Nó lại như vậy đó. Ui à. Hên là cây này có nhánh nào có nhánh leo lên nó cũng xỉu với nó luôn. Ê, thấy nó cũng phì phì thấy ghê quá nè cả nhà. Lên tới đây cần mới có đốt gọi.
có anh em cắt rồi. Ổ này bị cắt rồi. Cắt rồi mà cắt cũng hơi như thấy nó phì lại nè. Cắt rồi không vậy ta? Tay kiếm ozin chắc cũng chặn thân quá. Gọi gọi lên nghe cả nhà. Lên gần tới mới thấy cắt rồi bị gì cao quá. Nhìn không ra. Bữa nay còn chắc còn chơi nguyên cái live show luôn. Bắt được nhiều, quay lên hết. Đăng cho cả nhà xem hết luôn. Phần cao thấy ghê hòn không? Ôi, anh em cắt con mặt thấy cũng khá quá nè. Già ấu luôn. Ô, con mặt cũng ngon quá nè cả nhà. Kệ đi. Ổ này chắc cần cắt xả dĩ luôn rồi, đâu có dưỡng được nữa. Đây là cái nhà ơi. Mặt đó nè. Chám vô mà chám hơi hơi à, không có được nhiều nữa. Bị anh em cắt rồi à, phải chịu thôi. Ở cả nhà thấy chưa? Dạo hết trơn rồi nè. Cho nên cần xả bỏ dĩ luôn nha. Ui, vậy là cũng được rồi. Kệ đi. Có đỡ hơn không? Vô tàn nè cả nhà. Có lý có lý. Vô tàn kiếm thêm chút đỉnh nữa được. Nó nở hết trơn con. Có lý cả nhà ơi. Nhiều cũng có chứ kiếm chừng cỡ một xị mặt hoặc nửa lít mặt chắc có thể được. Dạ đào dữ ta. Hơi khô. Không khô là ngon luôn. Trời ơi, gọt keo. Xem nửa lít. Kệ đi cả nhà ơi, giờ đâu có nhiều đâu ha. Ít thì còn chia sẻ ít cho cả nhà xem nha. Nè cả nhà. Nửa lít mặt. Yếu nửa lít chút. Ôi ôi. Sao mà mệt dữ ta. Cây gì đâu cao hầm hầm chịu trôi luôn á nghe cả nhà. Quá trời cây này luôn. Phải chưa ai cắt thì ngon, mà bị cắt rồi thì cũng chịu thôi. Cao quá nhìn đâu ra đâu. Nhìn không thấy dấu dao luôn. Bảy ơi. Ủa bị bắt ổ anh gọi luôn hay hả? Có mặt không?
cũng được rồi. Bảy cường leo cây bển nha cả nhà. Nó cả nhà thấy không? Ông ngồi đầu xanh xanh đó, cục đó. Ô bánh cũng ổ nhỏ à. Không không có bự không. Cái này chắc được yếu yếu nữa lít. Cắt rồi. Không biết nữa. Ổ già ổ con cắt xả dĩ luôn rồi. Ui da. Nước nó lớn dữ vậy ta. Nước lớn là nó tràn vô. Hả? Qua bên bảy hả? Nước lớn rồi. Rồi, xong phim. Xong rồi cả nhà ơi. Đó. Thì thành quả được như đây nha cả nhà. Đây, clip này chắc cũng hơi dài, chắc cần ốp tại đây nha cả nhà. Nè cả nhà. Đôi bông tàn nè, với cục mặt này nè, chắc cỡ xì gửi mặt. Cũng ngon lành rồi. Mừng hết lớn thì chứ. Rồi giờ Cường xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà những clip theo Cường nha. Rồi bye bye cả nhà nha.